Đèn LED Mark Home tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mark Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Mark Home, nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mark Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mark Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 096 445 8888, 092 409 9999 để được giải đáp. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà, một căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển được Mark Home thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Nguyễn Đức Hải, địa điểm là tại khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Hải đã và đang cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Thì hiện tại chúng tôi vừa đang ký kết hợp đồng thi công trọn gói công trình này. Nếu như bạn nào ở ngay khu phố Cầu Xây thuộc thị trấn Thủ Thừa thì các bạn có thể qua tham quan công trình này trong cái giai đoạn mà Mark Home đang thi công trọn gói. Thì trước khi đi vào trong chi tiết chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ông đến từ Mark Home. Mark Home là một trong đơn vị thiết kế thi công trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có rất nhiều cái chi nhánh ở trên khắp cả nước. Hầu hết là tại tỉnh thành nào để Mark Home cũng có từ 1 đến 2 nhà phân phối đại lý hay là chi nhánh để hỗ trợ các bạn kịp thời nhất. Vì vậy là trong mùa dịch ngày nay thì hệ thống của Mark Home vẫn hoạt động được bình thường. Cho dù là ngăn cách các tỉnh thành không đi lại được, nhưng mà tại các tỉnh thành và bên trong các tỉnh thành đấy thì chúng tôi vẫn có bộ máy để làm việc thiết kế đến thi công trọn gói. Thế nên là các bạn ở bất kỳ đâu, các bạn hãy đừng ngần ngại liên hệ Mark Home thông qua các số hotline 096 445 8888 hoặc là 0881 33 333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo sẽ hỗ trợ các bạn ngay lập tức. Nếu như các bạn gọi điện đến 2-3 giờ sáng thì chúng tôi cũng vẫn có người túc trực. Nếu như bạn nào muốn truy cập website của Mark Home, các bạn có thể truy cập theo đường link thiết kế thi công trọn gói.com với liền không dấu. Thì trên này Mark Home đang chạy rất nhiều chương trình, cũng như thể là update rất nhiều những công trình thực tế, công trình thiết kế để các bạn cứ xem qua vào trong website để xem trực tiếp những mẫu thiết kế do Mark Home tự tay làm ra. Rồi, quay trở lại mẫu nhóm này, chúng ta thấy rằng đây là một công trình mang phong cách tân cổ điển. Vậy thì trước khi thiết kế một công trình, chúng ta phải xác định rõ là công trình của chúng ta nó thuộc phong cách gì và cái gam màu của nó là gam màu gì. Vậy thì trong cái thiết kế tại Việt Nam ấy, thì đa số chúng ta đã biết qua rồi. Chúng ta biết rằng là các thiết kế chúng ta bố trí qua 3 phong cách chủ đạo. Thứ nhất là phong cách hiện đại. Hiện đại thì chúng ta sử dụng những hình kỹ hà, những hình vuông, vắn. Nói chung là trên cái diện thiết kế diện mặt tiền ấy, thì chúng ta không thấy nó có bất kỳ cái phào chỉ nào. Người ta gọi đấy là phong cách hiện đại. Cái thứ hai là phong cách tân cổ điển giống như ngôi nhà này. Thì chúng ta dễ dàng thấy được ở trên những cái đầu cột này, những cái chi tiết phào chỉ này nó vẫn còn. Đấy, còn lại phong cách cổ điển thì dĩ nhiên là chúng ta chỉ hay bắt gặp ở trong những tòa lâu đài. Ví dụ như lâu đài của Thành Thắng tại Ninh Bình thì chúng ta cũng rất dễ bắt gặp, bởi vì cái phù điêu của nó trang trí rất cầu kỳ, những họa tiết hoa văn của nó cực kỳ cầu kỳ. Đấy, chúng ta phân biệt rõ 3 phong cách đấy. Thì ngôi nhà này thì anh Hải đã lựa chọn phong cách tân cổ điển mang xu hướng của châu Âu, với gam màu tường chúng ta sử dụng màu trắng kem. Gam màu trắng kem là các bạn hay thấy được trong cái thiết kế của Vin. Vin cũng sử dụng cái phong cách của châu Âu tân cổ điển rất nhiều. Nói chung là phong cách này thì nó phù hợp với mọi lứa tuổi, không quá cầu kỳ, không quá đơn giản, tuy nhiên nó vẫn toát lên được cái vẻ sang trọng, lịch lãm. Còn đây là phối cảnh để chúng ta thấy được cả phần sân vườn, cổng hàng rào. Phần cổng chính thì chúng tôi đang sử dụng cái phần cửa nhôm đúc chân không. Nhôm đúc chân không này hiện tại thì có giá tầm 8 đến 9 triệu một mét vuông. Nói về nhôm đúc chân không thì các bạn biết rõ những cái làng nghề tại Nam Định rồi. Đây là những làng nghề xuất xứ từ rất lâu đời, và cái tay nghề của những cái thợ đúc nhôm ở tại Nam Định rất tốt. Tôi đã từng làm việc với rất nhiều các xưởng nhôm đúc chân không tại Nam Định. Nói chung là họ thi công chuẩn xác theo đúng bản vẽ thiết kế mà chúng tôi kiểm soát về kỹ thuật. Nói chung là đạt yêu cầu. Rồi thì chúng ta thấy được ở phía trên mái này, đặc điểm của ngôi nhà này là trên mái rất rộng. Đấy, rộng và có những khu để ông ta ngồi cà phê rồi ăn sáng hay là ngồi nướng BBQ đều được. Tôi rất thích những không gian ở trên mái, bởi vì đấy là những không gian chúng ta có thể đưa bếp được lên càng tốt. Nếu bạn nào đã tham quan ngôi nhà của tôi trực tiếp thi công tại Sài Gòn chính cho tôi ấy, thì các bạn đã thấy được ở trên mái của tôi có bố trí một khu vực bàn ăn rất rộng và sân vườn. Đấy, tôi rất thích ăn ở trên mái bởi vì thứ nhất là nó không bị ám mùi. Đấy, các bạn hình dung là những phần bếp mà chúng ta đưa lên mái chúng ta không bị ám mùi, đặc biệt là nhà nào có thang máy các bạn đưa lên mái rất thuận tiện. Đấy, hai nữa là chúng ta dọn dẹp nó dễ dàng.
Tuy nhiên thì đối với lại phong thủy Việt Nam thì đa số mọi người chúng ta không thích cái phần bếp lại đặt ở trên mái, mọi người muốn bếp đặt ở dưới đất. Đấy, nhưng mà đấy cũng được. Còn lại nếu như bạn nào mà đã từng ra nước ngoài rồi, bạn nào đã từng ở các căn biệt thự resort rồi, thì các bạn đã thấy được à, phần bếp chúng ta bố trí trên mái, ăn uống ngoài trời rất thoải mái, rất tiện nghi và sạch sẽ. Đấy, còn đây là góc khác chúng ta nhìn thấy được ở bên tay trái của công trình, rất đẹp. Đấy, còn đây là cái phần mà chúng ta thấy các cái điểm nhấn ở phía bên hông. Nói chung là về thiết kế thì chúng ta đã biết rõ, nếu muốn thiết kế một công trình đẹp thì các cái phần bên hông hay mặt phía sau chúng ta cũng vẫn phải trang trí như thể mặt tiền, chứ không phải rất nhiều gia đình thì chúng ta chỉ tập trung vào mặt tiền thôi. Thế nên là hai bên hông là chúng ta chỉ việc xây cái bức tường dài mà phẳng hay là không có điểm nhấn, thì như vậy thì công trình của chúng ta nó cũng sẽ không được đẹp. Đấy, còn đây là nội thất. Thì trước khi xem nội thất thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta xem qua cái bộ sơ chi tiết ngôi nhà này để chúng ta biết được cái mặt bằng ngôi nhà là bao nhiêu, diện tích như thế nào. Công trình này thì với khuôn viên khu đất cũng khá là rộng, một chiều có kích thước là 10m và chiều sâu là 25m, diện tích của khuôn viên khu đất là 250m2. Thì với cái khuôn viên những cái nhà liền kề như thế này ấy, thì trước hay sau gì hai bên hông cũng sẽ là những căn nhà khác người ta mọc san sát lên. Thế nên là để giải quyết vấn đề này thì các kiến trúc sư của Mark Home đã đưa ra một phương án là chúng ta sẽ giật lại phía bên hông, lùi lại phía bên hông tầm 2m để chúng ta có thể mở được cửa sổ cho các phòng. Thứ hai là gì ạ? Chúng ta có được một cái lối đi lại bên hông. Chính cái phương án này thì chúng ta sẽ giúp cho công trình của chúng ta nó thông thoáng ít nhất là được hai mặt. Đấy, các bạn xem quá rồi. Còn đây là mặt bằng tầng trệt. Lưu ý là các bạn ở trong khu vực phía Nam hay phía miền Tây thì chúng ta gọi là một trệt, một lầu và một lửng. Đấy, cái sự gọi nó khác biệt. Còn lại đối khu vực miền Bắc và miền Trung thì chúng ta gọi nó là ngôi nhà 2,5 tầng. Công trình này được thiết kế tại khu vực Long An, thế nên tôi gọi đây là mặt bằng tầng trệt. Thì trước hết thì các bạn sẽ để ý đến cho tôi cái kích thước chiều ngang và chiều sâu của khu đất. Thì công trình này với một chiều là 19,8, tôi cứ cho là 20m đi, và chiều sâu là 10m, như vậy là diện tích sử dụng của ngôi nhà là 200m2. Đến đây thì các bạn hãy lưu ý có hai khái niệm, một là diện tích sử dụng, hai là diện tích xây dựng. Chúng ta phải phân biệt. Rất nhiều người đã từng xem video của chúng tôi rồi, từng nghiên cứu những cái kiến thức mà chúng tôi đã chia sẻ rồi nhưng mà vẫn bị nhầm lẫn. Tôi phân biệt lại một chút này. Diện tích sử dụng có nghĩa là diện tích mà chúng ta tính trên cái phần nền kết hợp với lại tường xây. Người ta gọi đây là diện tích sử dụng, có nghĩa là chúng ta cứ nhớ mơ hồ là chúng ta sử dụng ở trên cái phần diện tích đó. Hai là về diện tích xây dựng. Diện tích xây dựng này các bạn bắt buộc chúng ta phải tính toán toàn bộ cái phần đua ra, ban công, sân chơi, mái hiên, toàn bộ cộng lại. Thế nên thì bao giờ cái phần diện tích xây dựng cũng sẽ lớn hơn rất rất nhiều diện tích xây dựng. Thế thì cái ứng dụng của diện tích xây dựng chúng ta áp dụng để làm gì? Để chúng ta tính nhân công thợ xây. Đấy, cái này là cái khác biệt nhá. Còn lại diện tích sử dụng thì rõ ràng chúng ta chỉ tính ở trong những cái phần nhân công như lát nền, hay là tính ở phần chi phí thiết kế, chúng ta tính ở trong cái phần diện tích sử dụng. Rồi, quay lại cái phần mặt bằng ngôi nhà này thì các bạn thấy được công trình với 3 lối tiếp cận. Đấy, một lối đi vào từ sảnh chính và hai lối đi ra ngoài sảnh phụ. Thì trong cái thiết kế của Mark Home thì các bạn xem nhiều, các bạn biết rồi, thì chúng tôi luôn thiết kế ít nhất là cũng phải có một lối vào và có lối ra. Cái đấy là cái phong thủy đầu tiên. Đấy, có âm thì phải có dương, có ra thì phải có vào. Đấy là cái đầu tiên ở trong thiết kế. Chứ rất nhiều công trình chúng ta thiết kế những căn nhà phố thì chúng ta chỉ có đúng một lối vào và phía sau nó bịt lại. Thế thì khi mà xảy ra những hiện tượng như cháy thì chúng ta không có lối nào chạy được, bởi vì cửa phía trước chúng ta đã bịt rồi. Phía trên thì chúng ta làm chuồng cọp. Thế nên là rất nhiều các vụ cháy thương tâm xảy ra chính là do yếu tố là chúng ta không có những lối cửa thoát hiểm ở phía sau. Đấy, thì cái yếu tố thứ hai là khi có trộm cắp. Đấy, ví dụ như khi có vấn đề gì ở phía cửa trước thì chúng ta có thể là theo cửa sau để có thể gì ạ, có thể là đi ra bên ngoài. Đấy, đi ra bên ngoài được. Thì vào từ sảnh chính chúng ta sẽ gặp ngay khu vực phòng khách rộng gần 40m2. Đấy, khu vực phòng bếp và phòng ăn rộng gần 30m2. Chúng ta có một phòng ngủ 03 ở dưới tầng 1, một nhà vệ sinh chung. Đấy, một nhà vệ sinh chung và một khu vực cầu thang. Lên trên lầu 1, lầu 1 thì chúng ta có một phòng sinh hoạt chung cũng rất lớn, rộng 32m2, một phòng thờ cũng khá là rộng. Thứ hai nữa là phòng ngủ 03. Đấy, các phòng ngủ 04 thì diện tích từ 17 đến 30m. Đấy, các bạn thấy là diện tích nó rất lớn. Và tầng tum thì chúng ta có khu vực sân thượng, sân trước và sân sau, một khu vực phòng giặt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần nội thất để các bạn hình dung rõ hơn.
Đây là cái nội thất ở trong phòng khách. Đấy, các bạn đang đứng ở cái góc mà chúng ta nhìn thấy sofa và cái kệ ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn. Đây, các bạn xem lại nhá. Chúng ta đang đứng ở khu vực này. Chúng ta nhìn vào để thấy bộ sofa này, thấy các hệ cửa sổ rất lớn ở phía sau sofa. Đây có 3 hệ cửa sổ này. Đấy, và một cái hệ vách ngăn giữa không gian phòng khách và không gian bàn ăn. Đấy chính là góc này. Đấy, thì cái chất liệu ngôi nhà này thì thiết kế theo cái phong cách hiện đại, phong cách hiện đại một chút, nó hơi thiên về luxury một chút. Đấy, còn đây là một góc để chúng ta thấy được không gian phòng khách và cái cửa chính ra vào. Chính là chúng ta đang đứng ở góc này, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy cái phần cửa chính ra vào là cửa bốn cánh đấy, cửa gỗ đấy. Đấy, còn lại mặt này chúng ta chỉ thấy được cái phần cửa sổ phía trước nhà thôi. Đấy, các bạn thấy đây. Đấy, thì bộ sofa này chúng tôi đang sử dụng chất liệu là da nhập khẩu. Các bạn có thể sử dụng nỉ cũng được. Bộ này là dùng nỉ các bạn nhé. Đấy, bộ nỉ, nhưng mà với tại những vùng quê thì tôi khuyên các bạn hãy nên dùng da. Bởi vì cái sự khác biệt giữa da và nỉ, nếu như bạn nào đã từng làm nhiều rồi, đã từng thi công nhiều cái chất liệu rồi, thì các bạn sẽ biết được là cái ưu và nhược điểm của cái việc sofa chúng ta sử dụng chất liệu gì tốt hơn. Về da thì nó sẽ bị nóng, ấm vào mùa hè. Đấy, nhưng mà tuy nhiên khi mà có bẩn hay là không may chúng ta đổ nước lên trên sofa thì chúng ta có thể lau chùi được. Còn lại về nỉ thì chúng ta rõ ràng chúng ta không thể xử lý được. Đấy, cái sự khác biệt. Thế nên là tôi, nếu như nhà chúng ta có trẻ con là một này, hai này là các bạn ở miền quê là hai, chưa có các dịch vụ tẩy rửa sofa, làm mới sofa, thì chúng ta hãy nên sử dụng chất liệu bằng da sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn đây là cái góc mà phía sảnh chính và phía cầu thang. Chất liệu này chúng ta sử dụng là inox mạ vàng các bạn nhé. Nó có thể xoay được theo các hướng, vừa tạo cảm giác là gì ạ? Là kín đáo, lại vừa tạo cảm giác sang trọng và có một cái gì nó thoáng. Đây chính là cái góc mà chúng ta đang nhìn qua. Chính là những cái lam đấy. Nếu như bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng lam. Đấy, phần lam gỗ, nhưng đây thì chúng ta công trình này là thiết kế theo lối ngôn ngữ hiện đại, thế nên chúng ta sử dụng vật liệu hiện đại rồi. Còn đây là cái góc nhìn ở phía sảnh chính đi vào. Đấy, một cái bức alu vân đá này, các bạn có thể sử dụng đá tự nhiên cũng được, nhưng mà trong ngôi nhà này thì chúng tôi sẽ sử dụng alu vân đá. Còn đây là không gian bếp và bàn ăn, quá đẹp các bạn ạ. Tôi rất thích không gian này. Đấy, nhìn vào một cái chúng ta thấy được thứ nhất là gì, nó thoáng. Các bạn thấy không gian phòng bếp mà này, cửa đi và cửa sổ rất thoáng. Cái thứ hai là cái phong cách này thì tôi rất thích, cực kỳ thích. Đây là phong cách luxury, nó hơi thiên hiện đại một chút. Một cái bộ đèn chùm, bộ đèn chùm này thì Mark Home cũng có tại showroom các bạn nhé. Chi phí của nó rơi vào tầm khoảng 12 triệu một bộ như thế này, nhập khẩu bên nước ngoài về và bảo hành cho chúng ta là 3 năm các bạn nhé, 3 năm bảo hành, thế nên chúng ta luôn yên tâm. Trong phòng bếp thì các bạn thấy được là chúng ta có một bộ bàn ăn 6 ghế rất đẹp và sang trọng. Cái thứ hai là chúng ta có một cái bàn ba, hay còn gọi là bàn đảo. Nếu như bạn nào ở bên nước ngoài, các bạn đã thấy bàn này nó có bên nước ngoài cả phải hàng vài chục năm rồi, nhưng tại Việt Nam này bây giờ nó mới bắt đầu du nhập vào. Thế thì cái công năng của ngôi cái bàn này là gì? Thì khi chúng ta nấu nướng ấy, chúng ta cần một cái bàn soạn để chúng ta có thể đặt đồ ra trước khi chúng ta bưng bê lên để mời mọi người vào ăn uống. Đấy, chính là cái bàn này công năng nó rất tuyệt vời. Đấy, nhà tôi hiện tại thì chúng tôi cũng đang sử dụng, tôi đang sử dụng cái bàn này. Đây chính là cái góc ở trong bếp các bạn nhé, tức là chúng ta đang đứng ở trong bếp. Đấy, đứng ở trong bếp chúng ta thấy một cái phần cửa phía sau này, một phần cửa sổ này và có một cái cửa ngách cái chỗ bếp này. Đấy, còn đây là không gian mà chúng ta thấy được cái bộ bàn ăn rất đẹp phải không ạ? Thì ngay không gian này chính là ngăn cách cái chỗ cất xe máy đấy, cái chỗ để xe máy đây này. Đấy, các bạn thấy cái gam màu chúng ta nó rất đẹp và tinh tế. Đấy, tôi rất thích cái góc này, nó mang cho chúng ta cảm giác vừa hiện đại vừa sang trọng lại tinh tế, nó không quá cầu kỳ. Tôi không thích cầu kỳ, tôi không thích diêm dúa, không thích chạm trổ quá nhiều. Đấy. Còn đây là góc phòng ngủ 01. Phòng ngủ 01 các bạn biết rồi, thì chúng ta nằm ngay ở dưới tầng 1. Cái thiết kế trong cái phòng ngủ này được chủ yếu là sử dụng các phong cách hiện đại, như thế là tủ cánh kính. Đấy, các bạn thấy tủ cánh kính này, cái đơn giá của tủ cánh kính nó rơi vào tầm cỡ 3 đến 4 triệu một mét vuông. Đấy, thì vì sao chúng ta lại sử dụng cái tủ cánh kính? Nhà tôi làm thế nên là tôi thấy nó rất tiện hơn là tủ cánh gỗ rất nhiều. Cái thứ nhất ấy là chúng ta không phải mở hết các cái hệ tủ quần áo để chúng ta nhìn xem bên trong chúng ta có gì.
Đấy, tức là buổi sáng ta thức dậy các bạn chỉ cần bật đèn một cái là toàn bộ cái phần ánh sáng ở trong cái phần cửa sổ này, phần tủ kính kính nó sẽ sáng lên. Các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ phối đồ, ví dụ như chúng ta lấy dây lưng đi với đôi giày, đi với lại túi xách hay đi bộ quần áo nào, nó rất rất tiện lợi, đặc biệt là áp dụng cho những người thích sưu tầm đồ hiệu. Đấy, nếu các bạn nào thích sưu tầm đồ hiệu các bạn sử dụng cửa tủ kính kính này nó vô cùng thuận tiện. Đấy, thì còn đây là khu vực giường. Chỗ giường chúng ta có sử dụng một cái bộ giường mộc nỉ. Chi phí của nó cũng chỉ rơi vào tầm ở đâu đấy 11 đến 12 triệu cái bộ giường này thôi. Giường ngày nay thì chúng ta thường hay sử dụng cái chất liệu là nỉ hay là da các bạn nhé. Nói thì bọc vào thì nó thứ nhất là nó êm, nhìn nó sang trọng hơn là chúng ta sử dụng gỗ như ngày xưa. Về phía bên vách đối diện đầu giường thì chúng ta thấy có một góc để trang điểm này, khá là tinh tế, một cái phần tivi, vách đá này kết hợp với lại gỗ rất tinh tế. Còn đây là phòng master, phòng master thì chúng ta thấy có một cái hệ tủ quần áo. Đấy, các bạn xem qua. Nói chung là thiết kế của Mac Home mà khi mà đã ra thực tế hay là lên hình ảnh thì khách hàng hầu như là rất yêu thích, bởi vì trong cái thiết kế đấy nó có độ tinh tế, hiện đại và đi trước thời đại. Đấy, các bạn thấy các góc có đẹp không ạ? Rất đẹp và rất chân thực. Cái vật liệu, chất liệu của Mac Home làm nó rất chân thực. Đấy, còn đây là cái hệ tủ quần áo ở trong cái phòng master. Phòng master các bạn biết rồi, ở trên lầu 1. Đây chính là phòng 04. Thì trong phòng này chúng ta có một cái không gian gọi là không gian thay đồ. Cái này thì các bạn thấy rất nhiều rồi. Các cái căn phòng ở trong nhà của các nghệ sĩ này, ca sĩ này, minh tinh, các bạn đều thấy có một gian gọi là cái gian trưng bày đồ hàng hiệu. Đấy chính là cái không gian này. Đấy, không gian này. Đấy, sau này các bạn mua những chất liệu túi xách hay là dây lưng hay đồ đạc đắt tiền chúng ta sâu ra. Đấy, và khi bạn bè đến chơi nhà thì các bạn thấy riêng cái tủ quần áo này đã có những nhà để hàng hiệu nó vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng. Đấy, chuyện bình thường. Các bạn mua những cái túi xách nó rơi vào tầm 500 triệu, 600 triệu một cái. Đấy, hàng hiệu mà. Còn đây là phòng của con trai, phòng của con trai. Rồi, bây giờ chúng ta hãy xem chi phí ngôi nhà này, tổng mức đầu tư ngôi nhà này là bao nhiêu. Chúng ta hãy xem qua phần chi phí. Đây là phần dự toán chi tiết thì các bạn lưu ý nhé. Cho dù các bạn làm ở bên nào, thiết kế bên nào, các bạn phải yêu cầu là phải có các bạn dự toán chi tiết. Thì trong cái dự toán chi tiết đấy chúng ta sẽ biết rõ được là chúng ta hết bao nhiêu gạch, bao nhiêu xi, bao nhiêu sắt, gạch sử dụng lại gì. Bởi vì các bạn hình dung như này, gạch có rất nhiều loại. Đấy, gạch đặc, gạch lỗ, gạch ống, lỗ thì có bao nhiêu lỗ, 6 lỗ, 8 lỗ hay là gạch 2 lỗ. Đấy, nó có rất nhiều chủng loại. Đấy, gạch Đông Triều Quảng Ninh hay gạch Hải Dương hay gạch Phú Thọ. Đấy, mỗi loại nó lại đơn giá khác nhau. Đấy, tương tự như sắt thép cũng vậy. Thì chúng ta phải có cái bảng bóc tách chi tiết như này để chúng ta biết được hết toàn bộ khối lượng trong ngôi nhà của mình. Bê tông bao nhiêu khối, gạch bao nhiêu viên, sắt thép bao nhiêu cây. Đấy, điện nước hết bao nhiêu mét dây điện. Nói chung là trong cái bảng dự toán chi tiết của Mac Home chúng ta sẽ nắm hình dung rõ được. Và sau này chúng ta không lo về vấn đề phát sinh. Có nghĩa là có thể có vấn đề phát sinh nhưng nó nằm trong cái tầm quản lý. Ví dụ như các bạn muốn thay đổi vật liệu, các bạn muốn làm nó nhiều hơn, nó vươn xa hơn thì tất nhiên nó sẽ có phát sinh rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta bóc cái này thì cái phần phát sinh nó gần như là nó không còn, nó đã chính xác đến gần như tuyệt đối rồi. Còn nếu như các bạn tính theo mét vuông là sau này các bạn cãi nhau với những đơn vị thợ xây rất mệt đầu. Đấy, bởi vì theo mét vuông là chúng ta mập mờ về khối lượng, mập mờ về cách thi công. Đấy. Thì trong này chúng ta có 9 mục, tổng dự toán ngôi nhà này thi công đến lúc bàn giao chìa khóa trong tay là 2 tỷ 412 triệu. Một căn nhà, một trệt, một lầu, một lửng các bạn nhé, với diện tích 200 mét vuông mỗi sàn, rất rộng. Thì trong cái này thì chúng ta có 9 hạng mục. Thứ nhất là công tác chuẩn bị thi công như thể làm lán trại, điện nước, biển bảng công ty. Thứ hai là chi phí vật liệu xây dựng phần thô là hết 771 triệu, bao gồm là gạch, cát, đá, xi măng, bê tông tươi. Thứ ba là chi phí nhân công xây dựng ở tại khu vực miền Nam và miền Tây, đơn giá của Mac Home đang làm là 1 triệu tư. Đấy, còn lại tại khu vực phía Bắc và miền Trung chúng tôi đang làm là 1 triệu 1 đến 1 triệu 2. Thứ tư là chi phí xây dựng hoàn thiện. Đấy, thứ năm là chi phí vật tư điện nước. Thứ sáu là chi phí nhân công điện nước là hết 47 triệu 480 nghìn. Thứ bảy là chi phí quản lý là hết 47 triệu. Rất nhiều khách hàng thường hay hỏi là vì sao lại có chi phí quản lý. Bởi vì các bạn hình dung là để vận hành một công trình trọn gói chúng tôi phải tốn kém rất nhiều nhân sự. Giám sát cố định, giám sát lưu động, rồi là kế toán xuất kho, rồi là bảo hành bảo trì. Đấy, có rất rất nhiều việc phải làm.
Thứ 8 là hao hụt vật tư là hết 53 triệu. Cái này thì công trình nào cũng có rồi. Cái việc mà chúng ta cấp gạch đến nhưng mà gạch chúng ta phải cắt đi, chúng ta phải bỏ đi rất nhiều. Nói chung là xây một công trình, các bạn quản lý phần hao hụt vật tư này cẩn thận thì nó sẽ không tốn kém. Còn nếu như chúng ta không có chuyên môn ấy, thì có rất nhiều công trình nó hao hụt vật tư lên đến vài trăm triệu là bình thường. Đấy, sau đấy thì chúng tôi sẽ bóc tách chi tiết, ví dụ như móng là hết bao nhiêu, sắt thép đài là hết bao nhiêu, sơn hết bao nhiêu mét, khối lượng như thế nào. Đấy, các bạn xem qua. Thì riêng cái cách làm việc của Mahome thì các bạn biết rồi, mọi thứ nó đều minh bạch ngay từ đầu. Chúng ta không phải mập mờ ngôi nhà của mình là hết 6 triệu cho 1 mét vuông, hay ngôi nhà của mình là vo tròn là hết 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng. Chính cái việc mà chúng ta không yêu cầu cái tỉ mỉ và cẩn thận đấy, sau này đi ra thực tế chúng ta không thể chỉnh sửa được. Đấy, còn khi mà bóc tách như thế này, sau này các bạn muốn thay đổi từ gạch 80x80 nhân lên gạch 1m1m rất dễ dàng. Đấy, gạch 300.000 lên 400.000 rất dễ dàng, vì chúng ta đã có khối lượng rồi, chúng ta đã có mẫu rồi, chúng ta đã có đơn giá rồi, thì mọi thứ chúng ta làm việc nó rất là thuận tiện. Video ngày hôm nay thì tôi xin phép dừng lại tại đây thôi. Nếu như bạn nào có nhu cầu thiết kế một căn nhà đẳng cấp và đẹp như thế này, các bạn hãy đừng ngần ngại liên hệ với Mahome thông qua số hotline 0964458888 hoặc là 0828133333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ với người thân và gia đình. Không sợ bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa rồng, Sơn Mahome bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Mahome, chọn Sơn Mahome.